Đây là An Giang, chợ về tuổi thơ bằng việc là xây lâu đài cát. Hôm nay chúng ta có đến những thành phẩm của ngày hôm nay. Thành phẩm. Yeah! Ôi, rất là thành phẩm. Sao mình không ngâm nước đi? Càng đấy, sáu con. Đơn giản nước này thôi mà có rất là nhiều cá đấy các bạn. What the fuck? No, đem sắc cá. Ghê. Thế dính Việt lót thưa các bạn. Dính Việt lót. Tất vãi. Mình tất vãi. Cho nó mềm mình để trên. Cái cục đen đen ra đó. Rồi. Đù má nè. Vẫn nhỏ hơn cá mình. Số là chỉ cần xây lâu đài cát thôi các bạn. Để tôi cận cảnh anh chàng chuyên bắt cá. À đây, một anh chàng nữa. Đây, xem thành phẩm. Sản phẩm thưa quý vị. Cái này nướng có tôi nướng ăn ngon mà ngọc cá xong ngọc ghê dưỡng đâu. Mấy đời nó nghiện lắm đấy, trung tâm nó lại dính. Mà kia trung tâm lại không dính. Đây là thành quả đầu tiên của chúng tôi thưa quý vị và các bạn. Một con cá. Dám phao vô, kiếm phao dám vô. Hôm qua ngồi kiến thức mới bày lên được một con. Ai được mà. Chưa được rồi Nguyên, có vẻ là sát cá này. Nguyên không đổ nước vào Nguyên. Không, để con lấy nước. Ý là dây dài câu cá lớn. Cá to kìa, cá bé thì không to. Vậy rồi sao, lỡ nó dính cá bé rồi thả nó xuống lại hả? Nguyên đùng rồi đó, càng lên thiết kế là càng lên rồi hả? Cái nữa. Ghê nha. Anh chữ cũng không có phao luôn à? Có chứ, phao của anh ấy. Phao đất. Dù mà tao từ luôn là thì to to đủ. Già nó dài để cá ăn biết. Dễ đi quá. What the fuck? No, đem sắc cá. Ghê. Thế dính. Đây là tổng kết đi câu về thưa các bạn. Để em. Tần nó giật con cá lớn nữa. Đồ Giang này đi câu khác nhá. 1 2 3 4 con. Được. Chụp rất là được. Biết nước mà về câu được con cá rô thôi. Giang cầm mấy con cá lên để cho bạn bè thế giới coi. Đấy các bạn thấy không? Cá còn sống tươi nguyên, được bắt từ dưới sông tại nhà máy thủy điện Đắc Bờ Si. Đồ má mấy cái nổ chết hết rồi. Dồi máy. Các con thì có khả năng là chết nhưng con những con cá rô thì vẫn sống. Ý hiện chúng tôi sẽ làm thịt cho các bạn xem.